Sáng ngày 18 tháng 2, Đại tá Phùng Tất Thành, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan chức năng đã hoàn tất hồ sơ, qua đầu tuần sẽ chuyển Viện Kiểm soát Nhân dân cung cấp đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Đức, 29 tuổi, ngụ huyện Bảo Lâm để điều tra hành vi giết người và cướp tài sản. Nạn nhân được xác định là Vũ Văn Hành, 35 tuổi, ngụ thành phố Bảo Lộc. Ngoài Đức, cơ quan chức năng cũng đề nghị khởi tố bắt tạm giam đối với Trần Tuyết Hương, 29 tuổi, vợ nạn nhân để điều tra về hành vi che giấu tội phạm. Theo cơ quan chức năng, khi gia đình anh Hành trình báo về sự mất tích của nạn nhân, Hương tỏ ra bình thản, không có chút đau buồn. Khi lực lượng trinh sát tiếp cận căn chòi trong rẫy cà phê của nạn nhân tại thôn Tiền Yên đã phát hiện hai bao tải treo trên đầu giường có nhiều dấu hiệu khả nghi. Phía sau căn chòi xuất hiện một hố đất nông có dấu hiệu đào bới, cạnh đó là một chiếc dép. Từ những nghi vấn trên, sáng ngày 15 tháng 2, ban chuyên án quyết định triệu tập Hương đến cơ quan làm việc. Ngay khi Hương bị triệu tập, lực lượng chức năng đã kiểm tra hai bao tải treo tại căn chòi của anh Hành, phát hiện bên trong chứa mùn, mền, quần áo dính máu. Khi đối diện điều tra viên, Hương tỏ ra bình tĩnh trước những câu hỏi. Tuy nhiên, sau khi cơ quan chức năng đưa ra chứng cứ thu thập được, Hương khai sự thật. Hương khai nhận có mối quan hệ bất chính đối với Đức từ tháng 6 năm 2016. Hai người có quan hệ thân mật và từng đưa nhau vào khách sạn. Hương cũng thừa nhận chính Đức là kẻ giết chồng mình và đưa xác chồng mình đi chôn, một điều tra viên thông tin. Trong khi đó, theo hàng xóm của nạn nhân, anh Hành là người hiền lành, tu chí làm ăn và rất thương vợ. Khi Hanna nằm mất tích, nhiều người sinh nghi trước thái độ dửng dưng và bình tĩnh của Hương, người hàng xóm chia sẻ. Trước đó, chiều ngày 16 tháng 2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khai quật thi thể anh Vũ Duy Hành được chôn tại một rẫy cà phê tại xã Lộc An để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong. Anh Hành nghi bị Đức sát hại vào rạng sáng ngày 16 tháng 12 năm 2016 tại xã Lộc Tân rồi mang đến khu vực trên phi tang. Tại cơ quan điều tra, Đức thừa nhận mình và vợ nạn nhân có quan hệ tình cảm với nhau. Trong quá trình Đức giết anh Hành, chị Tuyết chứng kiến và biết toàn bộ sự việc nhưng không tố giác. Tuyết không tố giác hành vi của anh Hành, của Đức mà còn loan tin chồng mình bỏ nhà đi chơi với bồ. Ngoài ra, sau khi giết anh Hành, Đức đã lấy điện thoại nhắn tin cho gia đình nạn nhân với nội dung anh Hành đi chơi với bồ để đánh lạc hướng người thân nạn nhân.